Được rồi anh Tý ơi. Rồi mấy anh em người Tây phụ nha. Kéo nó ra. Trăm mấy chục ký à, nhẹ hơn cái xe mà. Trăm mấy chục ký à? À, bốn thằng người gốc là được. Nó có 130 ký à. Đó. Cái bay chưa vợ đụng. Ấy, vô phụ nó cái bay. Rồi kiểu này là không phải 130 ký rồi. 134 người khiêng là dư ga. Này 5-6 người khiêng công người luôn. 160 ký nữa cái thùng thì đúng. Từ từ em còn đang dọn nữa nhiều cái. Em đập cái sàn ra luôn. Rồi khui tem. Phong khui tem đi Phong. Ống này đập thùng. À đập thùng. Lấy bố em. À, nhanh lẹ đập cái bay. Đụng ba cái đầu vô. Chết. Nhanh lên. Anh Tí bí bách quá. Mấy tháng trời vậy. Ừ. Sẵn sẵn có nhờ cái anh nhân viên bên công ty anh Tí lấy nhiều để anh Tí người ta trừ ra cho em á anh Tí. Anh Tí tính tiền xe nhiêu để anh Tí người ta trừ ra cho em. Chéo. Cho rõ ràng đó. Một củ khoai mì. Một. Gửi anh Tí trước thôi anh tính tiền người ta. Đủ mà hết xe. Cảm ơn anh Tí. Ở đây đủ. 4 tháng được lấy tiền. 4 rồi. Tháng hả? Một củ. Một củ. Cảm ơn anh Tí nhiều. Dạ. Ok anh chơi. Dạ, cảm ơn tí nha. Từ từ mấy này em set up lại cho nó đẹp lại. Gọn gàng lại. Rồi, mở ra. Leo luôn nha. Ý đó. Không biết ý ý thiệt hay ý ẹ đây. Nói giỡn với cái hãng. Cái hãng này cũng rất là ok ha. Máy này gọi máy gì? Máy sửa xe tự động. Mình giới thiệu với anh em đây là cái máy gọi là cân mâm tự động. Đó, cân mâm tự động độ chính xác rất là cao, lên tới 99%. Đó, người ta quay cân bằng động xong rồi nó sẽ báo cho mình cái vị trí nào dán vô bao nhiêu gam chì ha. Vòng tua nó khoảng tầm 700-800 vòng. Vòng tua nó quay tầm 700-800 vòng đúng không anh? Thì cái máy này anh em bên thợ thì muốn lắp đặt thì cứ search cái mã này lên ha. Nó là Leo. Leo đó, đọc Leo đi. L9075. Thì cái đời máy này á nó mới có cái phần mềm đọc cái xe dành cho cái bánh xe mô tô hoặc cái xe hai bánh, và kèm nó có phần mềm đọc và kèm thêm á phải đặt một cái bộ gá đỡ từ bên Ý về đi đường máy bay ha. Hết bao nhiêu tiền anh ơi? Em ra tính tiền giùm anh, ba con gà hết bao nhiêu em trả. Anh làm gì làm đi, em lắp gáp xong rồi em ơi. 408 đưa 500 luôn em, khỏi thôi. Cảm ơn anh nhiều. Dạ. Rồi chừa cho anh một con để tủ mát, còn hai con mang đi nấu em. Anh mua gà cho mấy đứa nấu rồi ăn á. Hai con lắp tóc. À, màn hình cảm ứng luôn ha, chỉ chọt thôi là xong ha. Này bảo hành bao nhiêu lâu anh ha? Bảo hành 2 năm về cả phần cứng và phần mềm luôn đúng không anh? Thì
Ví dụ như tại sao mình mua cái máy này, nó có thiết yếu, nó có quan trọng hay không, hay là để làm màu. Thì những anh em chạy ô tô biết rồi, khi mà cái mâm á, nó không được cân bằng á, ví dụ trên xe ô tô thì chạy nó sẽ bị xẻ, nếu mà nằm bánh trước hoặc bánh sau nó sẽ bị nhảy nhẹ à, nó sẽ gây ra cái hiện trạng là rất là khó chịu. Cái thứ hai, nếu mà nằm bánh trước đó, nó bị xỉa hoặc là chạy lên cái tốc độ tùy nó bị nặng hay nhẹ, có thể 80 có thể 120 là cái ga lăng á, cái ga lăng nó giật nó rung vậy nè ha. Nó gây cái cảm giác rất là khó chịu ha, không an toàn đó. Thì nếu mà nằm bánh trước thì nó sẽ hại tới cái dàn trợ lực ha, còn và cái bạc đạn bánh á, đó nó sẽ mau bị hư lắm, mau bể lắm. Thì trên xe mô tô thì nó cũng sẽ vậy, tùy theo tình trạng nặng nhẹ thì nó xảy ra tình trạng là nó nhảy và nó phá bạc đạn ha. Đó, đây là cái mà mình ví dụ như nó thuộc về bánh trước thì anh em sẽ thấy rõ nhất là cái xe đi rất là rần đó, và cái cảm giác nó bị nhảy á. Đó thì nếu mà đề ở cái mức độ mà nhanh á, đề gấp á, thì có thể là nó sẽ bị vũ à, múa lân đồ đó, này kia đó, nó múa lân mất lái ở bánh trước, lý do là như vậy à. Rồi nếu mà nằm ở bánh sau thì nó sẽ bị nhảy ha, nó sẽ bị nhảy à, bạc đạn rất là mau bể. Đó là lý do mình người ta thường á, những cái xe hai bánh người ta cân mâm cặp chì bằng cái cơ thủ công để trên một cái giá đỡ có bạc đạn, thì cái nào mà nó đưa xuống á, nó quay mà mấy vòng rồi nó nặng thì nó sẽ đưa xuống, thì mình cân ở trên cho nó bằng. Đó là thủ công ha, không thể nào độ chính xác nó cao bằng cái điện tử được. Đó, cái này rất quan trọng ha, rất quan trọng. Thì cái máy test lỗi và xóa lỗi cũng sắp sửa về, và mình cũng mua cái phần mềm đó là Tesa của Ý luôn, chứ không phải là xài đồ Trung Quốc đâu ha. Thằng này thì nó là liên doanh nè, có nghĩa là phần mềm là của Ý. Cái này là bên chỗ bán hàng, đây có anh bán hàng là bên bán hàng công ty người ta báo với mình như vậy ha. Đó, còn những cái phần cơ là lắp ráp tại Trung Quốc. Đó, còn muốn mua một cái máy mà sản xuất tại Ý luôn và nhập về Việt Nam thì tầm khoảng 300 triệu. Cái này nó gần tới 100 thôi anh em. Đó, nó giá nó rẻ hơn gấp 3 lần, nhưng mà phần mềm của Ý thì độ chính xác cũng rất là cao. À, và mình thấy cũng rất là hiếm cái máy mà để máy cân mà bánh xe hơi á, thì rất nhiều, nhưng mà máy có phần mềm mà để đọc luôn cái bánh xe mô tô á, thì rất ít, cho nên mình đã lựa chọn nó ha, tầm để xài ok là được. Còn mai mốt nếu mà có kinh tế tốt lên chút thì mình sẽ thay đổi update lên nguyên cái máy của Ý ha. Còn hiện tại như vậy đã chuẩn hơn cái thủ công rất nhiều rồi ha. Mà báo với anh em là nhớt mới về, nhớt và nước mát. Và mình đây là mình bán cho anh em, là mình báo luôn nè, mới nhập về hóa đơn đầy đủ. Bên mình bán hàng là nhập từ gì đó, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Liwi Moly Việt Nam ha. Đó, văn phòng đại diện nó nằm ở đây ha. Hóa đơn đầy đủ và giá của nhà bên Liwi á, cho bán lẻ ra cái chai này nè. Đó, anh em nhìn chiếc Ray 1040 giá là 352.000 ha. Còn bên mình thay tại chỗ mình bán là 300.000 một chai, còn mua mang về là 280.000 một chai, rẻ hơn cái giá được niêm yết 72.000 một chai. Mình chơi sát dán với anh em luôn, mình bán giá sỉ cho anh em xài luôn.
đó, anh em ủng hộ nha. Đây là nhập chính ngạch ha, còn tiểu ngạch thì mình không biết. Còn đây là chính ngạch, dán tem lên từng cái chai. Thì cái nào có thuế thì tất nhiên là nó sẽ chuẩn hơn rồi. Em mình nói với anh em vậy thôi. Còn bên mình á, bán hàng chuẩn chứ không có dám phải bán rẻ mà bán hàng tiểu ngạch ha. Đó, mình không chơi vậy. Anh em muốn cái chỗ nào uy tín, giảm rủi ro lại về vấn đề thật giả thì anh em chọn ha. Rồi thì giờ mình quay cái quá trình lắp ráp ở đây thôi, để chuẩn bị thử máy đồ này xong thì mình sẽ quay cái mà cái vận hành ở cái bộ mâm đầu tiên. Bộ mâm đầu tiên vận hành thì mình sẽ sử dụng trên chiếc xe này của chính mình, GTX 6R ha, để mình thử cái độ lệch của nó là bao nhiêu. Mình sẽ quay cho anh em thấy. Mình đang đi là cái vỏ cũng là dạng là loại khá rồi đó. Giá của nó nếu mà bán lẻ cũng phải tầm 9 triệu mốt, 9 triệu 2 rồi ha. Giá nhập vô một cặp vỏ mình lời tầm 300 ngàn thì anh em cứ tính đi ha. Đó, vỏ nào cũng vậy, lời vỏ ít lắm cho nên mình không có chữ, mình không có chữ á. Mua nào order đó qua 300 ngàn cặp ha. Mà bán cho anh em là luôn công thay, tính ra thay dùm á, tiền công thay một cặp vỏ là 300 ngàn rồi đó. Còn anh em nào mà nghĩ mô tô như vậy là mắc thì thua, vô tiệm sửa xe máy thay rẻ hơn 100 ngàn cặp. Tiến em đang kẹt gì không Tiến? Em tháo luôn cái bánh trước ra giùm anh đi, dưới cầm cái bánh xe sau qua luôn để cho ảnh thử máy, anh test máy. Anh, cái bánh xe trước nó có hai gắn đĩa, có tháo gắn đĩa ra không? Tháo gắn đĩa luôn đúng không? Tại mình có một cặp để cho ảnh hướng dẫn mình luôn cách giá rồi làm sao, nên tháo sẵn đi. Rồi, cảm ơn anh em nha. Đợi clip sau mình sẽ quay cho anh em cái quá trình cân mâm nó như thế nào.